ích sức khỏe không ngờ của vỏ khoai tây. Vỏ khoai tây thường bị bỏ đi sau khi gọt, đôi khi nó được sử dụng để làm đẹp. Tuy nhiên trên thực tế, vỏ khoai tây có rất nhiều lợi ích với sức khỏe. Hỗ trợ điều hòa huyết áp. Khoai tây chứa lượng kali phong phú, đó là một thành phần giúp điều hòa huyết áp. Khi bạn chế biến khoai tây, hãy để cả vỏ. Kali giúp thành mạch máu thư giãn, từ đó ngăn ngừa huyết áp cao. Tốt cho chuyển hóa. Kali không chỉ tốt trong việc kiểm soát huyết áp mà còn tốt cho quá trình chuyển hóa. Theo các chuyên gia, khi ăn vỏ khoai tây, các dây thần kinh sẽ tự động được tăng cường. Phòng ngừa thiếu máu. Nếu muốn phòng ngừa thiếu sắt hoặc thiếu máu, tốt nhất là bạn nên ăn vỏ khoai tây cùng với rau. Người ta cho rằng vỏ khoai tây chứa nhiều sắt sẽ làm tăng lượng sắt trong cơ thể. Cung cấp năng lượng. Khoai tây chứa vitamin B3 và niacin, hai chất giúp tăng cường năng lượng. Niacin tác động lên cơ thể, tạo điều kiện chuyển đổi carbon hydrate thành năng lượng. Chất xơ là một trong những thành phần tốt nhất và quan trọng nhất bạn cần bổ sung vào chế độ ăn. Vì khoai tây chứa nhiều chất xơ nên ăn loại củ này cùng với vỏ. Các chuyên gia cho biết nếu bạn duy trì thói quen này, bạn có thể ngăn ngừa ung thư đại tràng vì chất xơ cải thiện hệ tiêu hóa.